chiều 26 tháng 6, tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế xã hội quý 2, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, thông tin về kết quả điều tra xử lý vụ cháy nhà trọ trên phố Trung Kính, quận Cầu Giấy, khiến 14 người tử vong. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết, các cơ quan chức năng liên quan đã thủ lý vụ việc để điều tra theo quy định. Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội nói, nguyên nhân được xác định do chập mạch điện trên dây dẫn khu vực đầu xe máy điện làm cháy lớp vỏ cách điện, sau đó cháy lan sang các xe máy xung quanh. Nguyên nhân đến nay đã được xác định chính xác. Ngày 25 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Các đơn vị chức năng đã thực hiện các biện pháp điều tra làm rõ vụ án, hành vi vi phạm và tổ chức cá nhân liên quan nếu có. Ông Tùng cho biết, cảnh sát điều tra tập trung làm rõ hai vấn đề để xử lý trách nhiệm theo chỉ đạo của thành phố và lãnh đạo bộ công an. Thứ nhất, đối với việc cho thuê vận hành nhà trọ, công an xác định trách nhiệm chính thuộc về bà N là người tổ chức cho thuê trọ và anh NKH, con trai bà T là chủ nhà. Tuy nhiên, hai người này đã tử vong trong vụ cháy nên không xem xét liên quan trách nhiệm hình sự. Cơ quan điều tra cũng tiếp tục điều tra làm rõ trách nhiệm của cá nhân liên quan. Với công tác quản lý nhà nước và trật tự xây dựng phòng cháy chữa cháy với nhà trọ nêu trên, theo ông Tùng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đang phối hợp với viện kiểm sát thu thập tài liệu chứng cứ để làm rõ xử lý nghiêm theo quy định, không vùng cấm, không bao che để làm gương cho trường hợp khác. Khoảng 0 giờ 30 phút ngày 24 tháng 5, ngôi nhà tại số 1, ngách 43 trên 98 trên 31 Trung Kính, quận Cầu Giấy, Hà Nội, bốc cháy. Chỉ trong ít phút, lửa bùng lên dữ dội kèm nhiều tiếng nổ. Khu vực cháy gồm nhà 2 tầng, một tum, bố trí sân phơi thoáng, và một dãy nhà ba tầng, mỗi tầng bốn phòng, hành lang hở phía trước. Kết nối giữa hai ngôi nhà là khoảng sân hở khoảng 55 m2 được bố trí để xe máy xe đạp điện. Đến 0 giờ 52 phút cùng ngày, các đơn vị tiếp cận hiện trường triển khai chữa cháy, ngăn cháy lan, kết hợp với các mũi trinh sát tìm kiếm cứu người bị nạn. Các lực lượng tổ chức phá khóa cổng chính, phá ô cửa sổ tiếp cận bên trong ngôi nhà và cứu được 7 người mắc kẹt, trong đó có 3 người bị thương được đưa đi cấp cứu. Đến 1 giờ 26 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Qua tìm kiếm, các lực lượng phát hiện 14 người tử vong, 6 người bị thương chiều ngày 26 tháng 6 tại cuộc họp báo thông tin về tình hình kinh tế xã hội quý 2 năm 2024 do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã thông tin về vụ cháy 14 người tử vong xảy ra tại đường Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy hôm 24 tháng 5. Theo Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, nguyên nhân vụ cháy được xác định do chập mạch điện trên đường dây dẫn điện, khu vực đầu xe máy điện làm cháy lấp vỏ cách điện, sau đó cháy lan sang các xe xung quanh. Ngày 25 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Các đơn vị chức năng đã tiến hành các biện pháp điều tra làm rõ vụ án, hành vi vi phạm và tổ chức cá nhân liên quan nếu có để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã tập trung làm rõ hai nội dung để xử lý trách nhiệm theo chỉ đạo của thành phố và lãnh đạo Bộ Công an. Thứ nhất, đối với việc cho thuê vận hành nhà trọ, công an xác định trách nhiệm chính thuộc về bà NTT là người tổ chức cho thuê trọ và anh NKH con trai bà T là chủ nhà tuy nhiên hai người này đã tử vong trong vụ cháy nên không xem xét liên quan trách nhiệm hình sự cơ quan điều tra cũng tiếp tục điều tra làm rõ trách nhiệm của cá nhân liên quan thuộc trách nhiệm nêu trên nếu có về công tác quản lý nhà nước và trật tự xây dựng phòng cháy chữa cháy với nhà trọ nêu trên phó giám đốc công an thành phố hà nội cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hà nội đang phối hợp với viện kiểm sát thu thập tài liệu chứng cứ để làm rõ xử lý nghiêm theo quy định trên tinh thần không vùng cấm không bao che để làm gương cho các trường hợp khác Trước đó, khoảng 0 giờ 30 ngày 24 tháng 5, nhà trọ kết hợp kinh doanh sửa chữa xe máy, xe điện ở ngõ 43 đường Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, xảy ra cháy làm 14 người tử vong, 6 người bị thương. Công an thành phố Hà Nội sau đó đã khởi tố vụ án để điều tra hành vi các vi phạm về phòng cháy chữa cháy và trách nhiệm quản lý nhà nước đối với vụ cháy. Ngày 25 tháng 6, thi thể ba cháu bé tử vong trong vụ cháy nhà trọ ở tỉnh Lâm Đồng đã được đưa về quê an táng tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Ba cháu bé là VMA, 1 tuổi, nam, VNBA, 4 tuổi, nữ và VAK, 6 tuổi, nam, là con của chị Đậu Thị Tú, người phụ nữ này vẫn liên tục được truyền nước, chưa thể hồi phục bởi sự ra đi đột ngột của ba đứa con mình rứt ruột mang nặng đẻ đau. Anh Vòng Duy Anh, 30 tuổi, hộ khẩu thường trú tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, chồng chị Tú và là cha của các cháu bé cũng như người mất hồn khi cùng lúc mất đi ba đứa con. Có mặt từ sáng sớm tại gia đình anh Vòng Duy Anh, bà Đậu Thị Bình, 54 tuổi, ở huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, ngại ngào cho biết khi hay tin thi thể ba cháu bé được đưa về định quán để tổ chức tang lễ. Bà đã nhờ chồng trở đến từ rất sớm để đến thắp nén hương tiễn biệt các cháu. Là một người mẹ hơn ai hết, tôi thấu hiểu được sự đau khổ, dai dứt của người mẹ trong vụ việc đau lòng này. Bà Bình xúc động nói. Như báo người lao động đã thông tin, khoảng 9 giờ ngày 24 tháng 6, người dân xung quanh căn nhà trọ ở phường 7, thành phố Đà Lạt phát hiện có đám cháy bùng lên nên đã hô hoán nhau dùng bình chữa cháy, vòi nước để dập lửa nhưng bất thành. Hậu quả khiến cả ba cháu bé, gồm VMA, 1 tuổi, nam, VNBA, 4 tuổi, nữ và VAK, 6 tuổi, nam, tử vong. Nghe tin dữ, anh Vòng Duy Anh đã tức tốc từ Ninh Thuận đến thành phố Đà Lạt để lo cho vợ cùng hậu sự cho các con. Như đã thông tin, nguyên nhân ban đầu của vụ cháy nhà khiến ba trẻ chết thương tâm là do mẹ của các cháu mở bếp ga rồi ra ngoài nhưng quên tắt. Sự bất cẩn đã khiến lửa bùng lên dẫn đến vụ hỏa hoạn. Từng trải qua nỗi đau mất con, bạn đọc VT chia sẻ Bản thân tôi là bố, từng mất một người con Đến nay đã 31 năm rồi mà khi nghĩ lại về con tôi còn nhói đau trong lòng Huống chi ở đây gia đình mất đi cùng lúc ba cháu Theo bạn đọc Trần Thuận Sự mất mát này quá lớn đối với vợ chồng trẻ Xin được chia sẻ nỗi đau quá lớn này Mọi chuyện rồi sẽ qua và nỗi đau mất người thân sẽ làm mình sống sâu sắc và biết cảm thông với những phận đời hơn. Bạn Đọc Công Khanh cho rằng vụ việc này là một bài học thấm thía, mọi người phải luôn kiểm tra ga, điện, cẩn thận trước khi ra khỏi nhà. Bạn Đọc Đa Năng nhắn nhủ: "Tôi ghi một tờ giấy để ngay chỗ cửa ra vào của nhà mình, nhất điện, nhì ga, tam nhà, tứ nước. Dặn mọi người đi ra khỏi nhà thì phải nhớ điện, bếp ga, cửa nẻo và nước máy dùng có quên khóa không?" Còn bạn Đọc Phú có ý kiến, việc quên để lửa bếp ga là chuyện thường xuyên xảy ra hiện nay nhiều loại bếp ga chưa có thiết bị phát hiện nhiệt độ vượt quá cao để tự động ngắt mong có doanh nghiệp sản xuất nghiên cứu vì nhu cầu sử dụng an toàn rất lớn ngoài chia sẻ với nỗi đau của gia đình nhiều bạn đọc mong muốn được đóng góp ủng hộ cho gia đình các cháu bé bạn đọc đa quy bày tỏ thật thương tâm mong được góp một ít lòng thành cho hai vợ chồng trẻ này bạn đọc hạnh đoàn viết tội quá tôi muốn chia sẻ trước kinh phí để gia đình lo hậu sự cho các bé được chu toàn